Dạ rồi, em chào cô chú anh chị, em là Trung Nguyễn đây. Thì cảm ơn cô chú anh chị, đầu tiên là gửi lời cảm ơn cô chú anh chị đã thương tình ủng hộ em rất là nhiều trong thời gian qua. Thì hôm nay em sẽ lên cô chú anh chị một xe này là gọi là xe rất là độc đó. Thì không phải hiếm, xe không phải xe hiếm mà xe độc cô chú anh chị. Cô chú anh chị coi thử xe này nha. Mời mọi người. Dạ rồi, em là Trung Nguyễn đây mọi người. Thì ngày trước có nhiều cô chú anh chị hỏi em là cái dàn áo xe á, cái dàn áo SH nhập Ý 150 và SH hàng ba cục 150 thì cái dàn áo á, thay là tốn bao nhiêu tiền. Thì em thường nói của chúng chị là tầm 3 đến 40 triệu đó, tùy xe. Còn nhiều của chúng chị hỏi em là cái dàn áo V3 á, thì lên nó tầm bao nhiêu tiền, thì nó tầm cả chừng 18 đến 20 triệu tùy chỗ đó. Thì hôm bữa trước có mấy anh khách á, anh có nhắn em, anh có gọi em hỏi là có nhận lên không, nhưng mà cái bữa đó thì hơi nhiều xe đó. Thì thôi thì cũng một phần cũng hỗ trợ anh em, thì anh em nào có muốn nhu cầu lên dàn áo V3 thì cũng alo em nha. Dạ rồi, đi vào chủ đề con xe này. Thì con xe này cũng là một con xe lên luôn chứ gì, số máy của nó là KF08E 150 002 đó. 002, cái đầu 002 thì nó là 2006, nhưng mà con xe này là em nói xe độc, là lý do đằng sau mà xe độc. Thì thường quý anh chị mua những xe này á, thì giá nó cỡ chừng đâu đó chừng tám mấy triệu thôi, bảy mấy triệu là có xe rồi, xe zin nha. Còn với xe này thì cũng là một con xe zin, máy móc zin, đầu chưa rớt, nhưng mà con xe này lên full cái dàn áo xe bịch mới, tức là dàn áo mới của quý anh chị nha. Đó, thì quý anh chị mình mua cái dàn áo này nó rất là mắc tiền, nó 3-40 triệu lận. Đó. Thì con xe này dàn áo xé bịch là làm sao, thì đây cô chú chị thấy ni lông nó còn nè. Thì em mua nguyên cái dàn áo mới này, nó chuẩn chỉ của Honda SH nhập Ý đó, nó chuẩn chỉ luôn. Đây là kiến chắn gió, còn dán ni lông đó. Thì đây nước sơn rồi đây đó, là nó nguyên chuẩn chỉ hết cô chú chị nha. Đó gọi là dàn áo xé bịch mới đó. Thì nhìn vào cái tổng quan xe này, nếu mà lên dàn áo này á thì nó có khác cái con xe kia chỗ, cái khác cái nguyên bản của nó chỗ nào hay không, thì gần như là nó 98% của quý anh chị. Này quý anh chị mình mà thường hay mở ra thì sẽ biết cái này là nhựa ABS nè đó, rồi nó để Honda rồi này kia là y chang hết, nói chung nó không khác xíu nào dàn áo zin hết đó. Dàn áo zin mà theo xe mà về Việt Nam á quý anh chị, đó, thì xe này là dàn áo đúng chuẩn của nó nha, chứ không phải dàn áo V3, dàn áo Trung Quốc. Thì thật ra thì nếu mà gọi thị trường làm những cái đồ xe này thì cô chú chị biết nó xuất phát từ đâu rồi, hầu hết là từ Trung Quốc thôi đó. Nhưng mà không phải là dàn áo V3, dàn áo này nó 95% so với dàn áo xe Ý đúng chuẩn của nó nhập về từ Italia. Thì dàn áo này rất là mắc của chú chị, nó tới 3-40 triệu lận đó. Thì con xe này là một con xe độc, thì độc là do nó vô cái dàn áo đó thôi. Còn trước đây á, thì hôm bữa có một cái clip đó, là có một con xe đó là màu first class của một anh khách quen. Ảnh mua con xe mẫu cũ, ảnh thích con xe mẫu cũ, nhưng mà ảnh không thích dàn áo mẫu cũ nên là ảnh vô cái dàn áo mẫu mới đó. Thì ảnh rất là chịu chơi, ảnh vô luôn dàn áo mẫu mới zin của nó luôn. Thì ảnh vô dàn áo đó thì nó đẹp hơn đó, nó đẹp hơn, mà xe thì máy móc của đời trước này thì nó ngon hơn cái đời sau đó. Thì con xe này là vô cái dàn áo mới nha, dàn áo đúng với thắc ý mới, trị giá là 3-40 triệu đó. Thì nhiều của anh chị mình muốn vô thì cứ liên hệ em đó, dàn áo mới xe bịch rất là đẹp, 3-40 triệu nha. Và đồ là chuẩn chỉ hết á, nó không có như cái dàn áo V3 mà nó hở chỗ này, nó khít chỗ kia đó. Vỏ là vỏ IRC còn rất là dày đó. Phuộc rồi đây là mình có sơn lại của anh chị nha, phuộc mâm rồi mình sơn lại. À có một cái nữa quên, con xe này vừa lên dàn áo V3 nhưng mà vừa lên nó có sẵn heo dầu rồi này kia hết á. À không phải dàn áo V3, nhầm, dàn áo Ý, em nói lên dàn áo Ý đi cho dễ phân biệt. À có đĩa nè đó, trong cái bộ này của chú anh chị nha, là gồm đĩa nè đó, heo dầu nè, dây dầu nè đó, là nó có đầy đủ hết đó. Thì nó như là cái con xe nó nhập một bộ về mới vậy đó, nó có đầy đủ heo dầu, mâm heo dầu, đĩa rồi này kia hết nha đó. Đồng hồ thì nó cũng là đồng hồ Mickey luôn đó, ốc tán rồi nó mới tinh hết nè đó. Đồng hồ Mickey luôn của chú anh chị nha. Đây
Thì cái dàn áo V3 của anh chị nhìn vào những cái khe hở này nè, là của anh chị thấy nó hở ra và rất là bén, nó đụng vô đứt tay luôn. Còn cái này là dàn áo gọi là dàn áo SHI mới đi, đó, nó rất là đẹp như thế này, đó, của anh chị thấy không? À, thì nó không có một cái chỗ nào mà hở, nó như là đúng của chuẩn luôn, 95% chuẩn. Của anh chị thấy nè. Cái dàn áo V3 thì không thể so với cái dàn áo này được nha. Dàn áo V3 thì nó chỉ có mười mấy triệu thôi, mười mấy 20 triệu thôi. Còn dàn áo này nè, có những gì thấy không? Đó, y chang luôn, không khác chỗ nào hết. Dàn áo V3 ngay cả cái tay này của chúng chị thò tay vô đây à, nó còn đâm muốn lủng tay mà. Đó, còn dàn áo này thì có những gì khỏi lo. Đó, mặt dựng rồi bờ cổ rồi này kia là rất là đẹp. Đó, trái tim rồi dàn nhám này nè, rất là đẹp luôn, bao gồm nẹp nè, rồi quay nấm nè, đầy đủ hết, và đĩa sau luôn. Đó, xe này thì có đĩa sau luôn. Đó, thì hồi trước á thì mấy con xe mà 209 mà lên dàn áo á, thì nó gọi là xe mẫu cũ lên lên mẫu 209 một đĩa đi, còn cái này là lên đúng chuẩn 20/22 nè. Đó, nhiều anh em góp ý thì em nói là cho nó chuẩn. Đó, thì có đĩa sau là chuẩn 20/22 của chúng chị nha. Rồi thì để mà phân tích con xe này á, thì nếu như mà con xe này nó là đời 2006 đi, nó lên dàn áo V3 là hết mười mấy triệu. Lên dàn áo V3 là mình chưa tính lên mâm phụ, lên heo dầu, lên đĩa sau rồi lên đĩa trước rồi luôn của chúng chị nha, tay thắng này kia luôn nha. Đó là chưa tính, là cho nó 18 triệu đi, là trung bình là 18 triệu là chưa có lên tay thắng rồi đây, đĩa rồi đây, mà heo dầu rồi đây. Đó là lên cái mẫu gọi là mẫu cuối 209 một đĩa là 18 triệu. Thì nếu có những chị mình mua đồ cũ của những con xe mà người ta xài rồi á, mà đồ cũ mà những cái đĩa này heo dầu này thì nó tầm cỡ chừng mười mấy 20 triệu nữa thì nó thành ra cũng là 30 mấy triệu. Đó, thành ra ba mấy triệu. Thay vì đó thì cô chú chị mình vô dàn áo này đó, cô chú chị thấy không, vô cái dàn áo này nó chuẩn chỉ của dàn áo SHI, nó nhựa ABS rồi này kia hết, chứ không phải cái nhựa tàu lao như dàn áo V3 nha, nhựa ABS rồi đầy đủ Honda rồi này kia hết. Đó, và có đĩa nè, có heo dầu nè, có đĩa sau luôn, đĩa trước đĩa sau heo dầu, quay dắt nẹp đồ này kia, và cũng gọi là dàn áo mới, sơn zin 100%. À, thì bài toán em tính ra của chúng chị thấy không, lên dàn áo này chừng 30-40 triệu, nhưng mà tính ra thì nó lợi hơn cái dàn áo V3 rất là nhiều, của chúng chị có thêm đĩa trước sau nữa đó. Rồi đó là cái dàn áo nha, đó 30 mấy triệu nguyên bộ dàn áo màu đen này, rất là đẹp, nói chung là chuẩn chỉ, không có ọp ẹp gì hết nè, của chúng chị thấy không, không có ọp ẹp, không có gì hết á, nói chung là nó chuẩn chỉ từng chi tiết, không có hở, không có bén cạnh, không có sắc cạnh mà như cái dàn áo kia đâu. Dàn áo kia thì dàn áo V3 thì quý vị nhìn vô cái tam giác này là quý vị thấy là nó xéo bên này, nó dư bên kia, nó thiếu bên này, đủ thứ hết á. Còn cái này quý vị khỏi lo, đó là nó rất là đẹp rồi. Đồng hồ cũng là đồng hồ Mickey luôn, đó đầy đủ hết của quý vị nha. 30 mấy triệu mà giá trị dạng đòi gì nữa đâu, quá đẹp đi. Mà 30 mấy triệu mà không đẹp nữa thì mới có chuyện, 30 mấy triệu đẹp là chuyện bình thường. Rồi, con xe này thì biển số của nó 22336, biển số cũng rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình mà vừa ý con xe này nha, lấy biển số này đi khỏi bàn luôn, rất là đẹp, biển số rất là đẹp. Xe nè, đĩa sau nãy thì em quay hết rồi, cô chú thấy không, phuộc sau, đó là mâm lửa. Thì có cái cổ hơi này mình có thay lại mới nè, đó thay lại mới, còn nắp ba lỗ này kia là còn cũng còn đẹp lắm, bô này mình có sơn lại rồi đó, vô dạng thùng của anh chị xem đó. Bát ở đây đẹp lắm, sạc này thì đi sạc SHI đời đầu đó. Đồ xi xe này thì cũng còn ok, IC là 641 là zin, nắp chao thì mở rồi nhưng mà đầu thì chưa rớt nha, bao đầu chưa rớt của chúng chị luôn, đường nước thì cũng còn rất là đẹp đó. Thì tổng thể xe này em quay hết của chúng chị á, giá trị nếu mà con xe này nó vô dàn áo mẫu cũ thì nó tầm cả giá cả chừng 7 mấy triệu, 6 mấy 7 mấy triệu đó, thì cho nó chừng 7 70 mấy đi,
cho nó tròn 70 thôi, 70 triệu. Rồi cô chú anh chị mình vô dàn áo V3 đi, thì cô chú anh chị lên nó thành 80 mấy triệu. Còn nếu mà xe mà em vô sẵn của chú anh chị thì nó chỉ có cũng gần 80 thôi. Còn con xe này nếu mà giá là 70 triệu là xe zin chưa đất đầu. Cô chú anh chị vô dàn áo này nó lên 30-40 triệu đó. Và cái biển số rất là đẹp như này, 22336. Giá em đang bán con xe này chỉ có 115 triệu thôi đó. 115 triệu nó chỉ bằng cái con mẫu ý 125 2011. Nhưng mà cô chú anh chị lấy con xe này là nó vô giống như 2012 luôn rồi, đồng hồ Mickey rồi. Còn 20 giống như 2012 rồi, xe rất là đẹp, biển số đẹp, cực kỳ đẹp. 22336 số cặp. Đó. Thì 115 triệu cho một em SH nhập ý 150 lên dàn áo mới, xé bịch. Đó, thì cô chú anh chị mình có thắc mắc gì con xe này, cô chú anh chị có thể liên hệ em nha. Cô chú anh chị mình có nhu cầu con xe nào, con xe này hay bất kỳ xe nào của cô chú anh chị có thể gọi vào số điện thoại em 0979570189. Cô chú anh chị có thể tham khảo thêm tại website xehnhap.com, hoặc là cô chú anh chị mình có nhu cầu bán những xe nhà dư xài đã qua sử dụng, của chú anh chị cũng gọi cho em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hiện tại tình hình em mới coi thông tin bão thì bão chắc đang vô trong đất liền mình rồi. Khu mà từ Quảng Trị tới Bình Định thì nó thiệt quê hương em miền Trung, mà nhiều lúc nói bão là cũng ngạn ngào luôn á. Thì thôi bây giờ con gió rất là lớn à. Thì em xin kết thúc video clip này, chúc bà con miền Trung là thật nhiều sức khỏe để mà chống chọi với thiên tai lũ lụt này kia. Thì cũng rất cũng không biết sao hết, đôi khi nói tới đây thì mình cũng không có thể nói được nữa. Dạ rồi, em xin chào mọi người nha. Chào mọi người. Quý chú chị mình có nhu cầu tham khảo thêm xe đắc ý, tham khảo tại website xehnhap.com. Quý chú chị cứ vô Google và gõ xehnhap.com, viết liền không dấu nha quý chú chị, sẽ ra trang web xe em ở đây. Và quý chú chị sẽ tham khảo tất cả các dòng xe. Thì SH ý, SH Việt Kiều toàn bộ đều có đủ quý chú chị nha. Thì ngoài ra thì trong này em có để cái mục là thu mua xe cũ. Thì quý chú chị mình có nhu cầu thu mua xe cũ cứ alo em nha. Còn đây là phụ tùng xe, thì quý chú chị có nhu cầu phụ tùng xe SH nhập ý 150 SH Việt Kiều, quý chú chị ấn vào cái mục phụ tùng xe. Trên này nó sẽ dẫn ra cái link có đầy đủ tất cả các đồ phụ tùng của quý chị cần. Thì quý chú chị mình có nhu cầu phụ tùng khác cứ alo em. Em sẽ cung cấp đầy đủ cho quý chú chị, kể cả quý chú chị mua xe em hay mua xe đâu. Thì ngoài ra thì tất cả mọi loại xe SH, xe 50, xe Taycan, xe số, xe tất cả các loại xe em đều thu mua của quý chú chị nha. Quý chú chị ở các vùng lân cận Dĩ An, Bình Dương em cũng thu mua xe hết. Quý chú chị có nhu cầu alo em, số điện thoại 0979570189 của quý chú chị nha.